Tin chấn động chắc chắn khiến nhiều anh em run sợ. Bục phá lên ngôi, người người nhà nhà bục phá. Hiện tại bục phá không phải là phép bổ trợ được quá nhiều anh em sử dụng, nên đội ngũ chỉnh sửa đã phải cân bằng lại phép bổ trợ này cho giống bên vương giả Vĩnh Diệu. Cụ thể, rút ngắn thời gian hồi chiêu và kèm theo cơ chế mới, nói vui là lôi điểu 2.0. Thời gian hồi chiêu cơ bản từ 90 giây xuống chỉ còn 60 giây, nhưng nếu trực tiếp dùng bộc phá để hạ kẻ địch được, sẽ chỉ cần chờ 6 giây để tái kích hoạt. Nhiều anh em bảo là cơ chế chiến trường siêu cấp hay là giải trí thôi, nhưng không anh em, đây là sự thật ở đấu rank. Chắc chắn nhiều vị tướng được hưởng lợi, ví dụ như là Penziu muốn đổi gió, cộng thêm các vị tướng trợ thủ như là Chaona, Aiza có thể tạo nên bất ngờ nếu cầm bộc phá bên mình. Vậy đâu là các vị tướng được hưởng lợi? Anh em liệt kê đi, Toro hay là Aiza đây? Anh em nghĩ sao về chỉnh sửa này? Hãy comment ngay dưới video nhé. Rat, thêm nhiều Rat ấy ơi. Tìm cho em quả nick siêu VIP của Rat đi. Ok, Rat là huyền thoại nên tìm cực kỳ dễ dàng. Lên ngay shop hộ tiền gì nhá. Đừng quên, anh em sẽ được giảm thêm 10% khi nhập mã trùng thủ đấy. 10% không hề ít đâu. Rat 3S, Muay Thái, siêu Việt, link shop và link nhân viên hỗ trợ tiền gì để ở phần bình luận ghim các bạn nhá. Tuyệt vời quá anh em ơi. Nếu mà bộc phá mà được chơi như vậy, anh em chỉ cần căn cái thời gian bộc phá chuẩn thôi. Khi đấy, ui, mấy cái kill bộc phá hay sao nhở? Nghe hấp dẫn thực sự các bạn nhá. Đặc biệt là các vị tướng, anh em để liệt kê không ạ? Ai ra rồi à? Ken, ui, nhiều thực sự. Tiên Di cảm ơn anh em đã ủng hộ và feedback nhá. Thích những cái video clip cả tiếng như vậy cơ. Đọc nhiều comment sướng quá anh em ạ. Đặc biệt là mấy comment anh em bảo là có thể là nhận được rất là nhiều giá trị từ các clip của Tràm Game. Tuyệt vời nhá. Và góc trái để cái lối trang bị TNG sử dụng trong trận đấu này với vị tướng Ken. Anh em cùng coi xem là Ken trong trận đấu này đánh ra sao nhá. Một câu hỏi QA đầu tiên để anh em chúng ta cùng khởi động nhỏ. Về lau đeo luôn anh em ạ. Tóm gọn lại là tại sao lau đeo bây giờ gần như mất tích trong giải đấu chuyên nghiệp với Hải S ơi? Đơn giản thôi anh em, chúng ta không nói về vấn đề là mạnh yếu hay là Amita ở đây, chúng ta nói về cái độ hiệu quả đấy anh em. Đầu tiên nhá, khó chơi không? Có. Áp lực đầu game ra sao? Ít đúng không? Hiệu ứng khống chế như nào nhở? Thiếu. Xải tay ngắn không hay là dài? Ngắn chắc rồi. Chơi thì vẫn được nha anh em nhá, nhưng phải tùy trận. Chứ mà pick gặp kiểu combo đi như là Iggy nè, rồi là Elsu, Zue hay là Joker ấy, cúc ngay anh em. Anh em coi cái video clip TNG nói về là 5 vị tướng mid khỏe ở mùa này chưa ạ? Các bạn cần so một cái thôi là các bạn hiểu liền ha. Còn về vấn đề rank ấy, thấy trận nào hợp là các bạn cứ oánh cứ chơi đi, không phải ngại nhá. Còn tầm cuối mùa này, thích thì pick, ngại gì vết bẩn. Đây chỉ là cái thời điểm để anh em thể luyện rank, luyện tướng các bạn nhá. Chạy đi đâu hả anh Duy à? Úi giời, Duy cấp 3 thì đúng là kiểu chạy bằng niềm tin các bạn ạ. S ơi, rank chiến tướng càng lên 7x, 8x, trình độ càng kém mà sao? Ui sao bạn lại nói thế? Tiên gì cũng đang đánh ở cái rank này mà. Nói chung là như này nào. Cuối mùa rồi có thằng nào cần sao đâu. Giống TNG này cần gì đâu, gần trăm sao rồi thì cần gì phải cày cuốc thì làm gì đúng không? Cái nick nào, bốn cái nick nhá, nick nào cũng toàn hơn chiến tướng rồi. Thế thì đánh đấm cái gì nữa, tôi nói thật với anh em là khổ lắm anh em ơi. Lên cao là quay clip cho anh em khổ lắm. Thực sự luôn ấy, đánh ở mấy cái, nếu mà có mấy cái nick mà kiểu dạng ở rank cao thủ ấy thì trận ăn trục mạng quá là bình thường luôn. Nhưng mà đánh gần trăm sao thì ối dồi ôi, có trận thì ăn được có 5-6 mạng đã end game rồi. Rất ngấy anh em ạ. Đánh mấy cái thể loại cái trận đấu đấy, tôi nói thật với anh em là làm clip như trải game rất ghét. Không phải là vấn đề thắng thua nữa rồi anh em ạ. Lúc đấy chả cần phải thắng thua nữa rồi, mà là vấn đề là quay clip giao tranh cho anh em mà đánh có 5-6 mạng nó đã end game rồi. Thế thì có gì là vui ạ? Chán chết đi được ấy chứ. Em nghĩ sao nếu Cavani lên phù hợp kiếm? Không cần đâu bạn ơi. Quan trọng là cái tỷ lệ chí mạng mình càng nhiều càng sướng thôi bạn nhá. Quan trọng gì với cái lối trang bị nó gọi là lê tê phê đấy. Cứ trang bị truyền thống mà chơi thôi. Nhưng mà nếu bạn đổi gió, thích đổi gió đúng không? Thì cứ chơi đi đúng không? Để xem cái hiệu quả như nào, biết đâu được lại hợp với bạn. Tiên gì không bao giờ là khuyên anh em ngừng sáng tạo. Anh em cứ sáng tạo đi, nhưng mà sáng tạo ở mức cho phép là được nhá. Còn về vấn đề là sáng tạo kiểu là Cavani phù hợp kiếm ấy thì cũng không được. Cũng được mà đúng không ạ? Đây, ui anh em thấy không? 402 kìa, cứ đào 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 ấy thôi anh em ạ. Cứ đào nhiều vào. Mình là chất tướng, sức ép ở đoạn đầu mà anh em không đào, phí chất tướng quá. Lại thêm quả bộc phá, sướng luôn. Đương nhiên là con kia này các bạn nếu không thích cầm bộc phá, các bạn có thể lựa chọn tốc biến, hơi bị ảo ma đấy nhá. Cầm gian mà team địch nhiều bị tướng không chia cầm lặng, em nên xử lý ra sao? Đơn giản thôi, vào sau tranh thôi, đừng có lao đầu vào trước nhá. Và quan trọng là cần phải có những cái trang bị gọi là tránh bị sốc đam. Ví dụ, đó thể là một cái thương hung kiếm. Nhưng nếu bạn cảm thấy không hợp và cái địch có cả phép cả vật lý căng, và các bạn cần thêm một chút chống chịu hơn nữa, đúng không ạ? Các bạn hãy lựa chọn cho TNG đó chính là cái trang bị thuần nham thạch, ok chưa? Với cái trang bị đấy thì cứ gọi là yên chí. Nhiều anh em sẽ bảo, ôi Ed ơi, lên thuần thế này thì em kích hoạt lên nó bị giảm đam thì sao? Không sao bạn ơi, cứ chơi đi. Độ hiệu quả bạn sẽ thấy ngay à. Không giải thích nhiều nhá, lên thuần âm thạch đi.
các bạn thấy cái độ hiệu quả của nó khi mà các bạn gặp cái lượng sát thương hỗn hợp nhé. Thực ra là lười giải thích, tại vì sao ạ? Giải thích nó dài dòng lắm anh em ạ. TNG QA ấy chỉ đơn giản là hỏi nhanh đáp gọn thôi nhá, hỏi nhanh đáp gọn thôi, bạn hỏi tôi trả lời đơn giản thôi, vào sau tranh và lên thuần âm thạch thế thôi. Còn độ hiệu quả thì cứ test đi, test rồi sẽ biết à. Yên tâm đi, TNG không đưa ra mấy cái lời khuyên vớ va vẩn cho anh em đâu, cứ chơi đi nhá. Ed ơi, Scott đi top mà cái địch có hồi máu căng ấy thì nên lên sách hay lên đao ạ? Chả lên cái gì cả. Tại sao? Đấy có phải là nhiệm vụ của mình đâu. Mình chơi Scott nhiệm vụ gì ạ? Khép góc. Đúng ạ, chống chịu đam cho đồng đội, lên tanh châu vào nhá. Còn về vấn đề giảm hồi phục ấy, cho thằng mid hoặc là thằng trợ thủ nó lên, bọn nó không lên thì kệ bọn nó. Mình cứ làm hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Còn về vấn đề nếu nhá, ví dụ như là cái địch mà gọi là hồi phục bằng cái trang bị, ví dụ đi là xạ thủ cái địch hồi phục bằng cái cung tà ma đi, thì bạn thì lên thuần âm thạch đấy, bật lên ấy nó hồi bằng mắt đấy. Ok chưa? Nói chung ấy, mỗi vị tướng có một cái nhiệm vụ riêng. Dũng tôi chơi kênh nè, tôi lấy tầm nhìn cho team nè, tôi bắt chủ lực kẻ địch nè, thế được rồi. Chẳng lẽ bảo tôi đi bắt thằng Grack hay là bắt thằng Skirt ấy, nó lại gian nan quá đúng không? Làm sao mà bắt được? Mỗi thằng một nhiệm vụ chứ. Mấy cái thể loại kia để cho thằng Triệu Vân với lại mấy thằng Văn Hên nó bắn rỉa. Đây tôi lại quay đằng sau nè. Ôi trời ơi, hello em Duyên, chạy đâu được. Anh em thấy không, cứ phải tìm đúng cái đối tượng mà chúng ta bắt thì mới thể dễ chơi được chứ. Một câu hỏi ối dồi ôi dài luôn ạ. Em xem những clip của S thì cũng rất là thích anh em chơi với các bạn gái, nhưng tại sao em lại không thích chơi các bạn gái vậy? Tại ông không FA đấy. Ông không FA thì các ông làm sao mà chơi với bạn gái được? Hay là ông già rồi đúng không? Thực ra tôi già rồi anh em, tôi 30 tuổi rồi chứ. Chứ còn bảo các bạn ấy già thì cũng hơi không biết là tôi cũng không biết là bạn ấy bao nhiêu tuổi đâu, tôi nói đùa như vậy đấy. Quan trọng nhá, gái hay trai không quan trọng. Nếu mà các bạn chơi một cái tâm thái là giải trí với các bạn gái ấy, thì nó vẫn rất là tuyệt vời. Chưa kể là rất là nhiều bạn gái chơi hay các bạn nhá. Rất nhiều bạn gái chơi hay đấy. Còn về vấn đề là các bạn lên trăm sao hay là gì đấy thì lười chơi các bạn gái, cảm giác các bạn ấy là gánh nặng ấy, thì tôi thật với anh em là bạn đang đánh được một cái kiểu đó là chơi hát các bạn nhá. Người chơi chơi hát và người chơi giải trí hay là reo đanh đơn thuần ấy, nó hoàn toàn khác nhau. Ok các bạn, ví dụ các bạn muốn trở thành một cái tuyển thủ hoặc là một cái game thủ gọi là bán chuyên đi, hay chơi ở mấy cái giải đấu cà phê là bán chuyên đi, đấy thì các bạn cần sự try hard. Mà try hard ấy phải tập trung mà đánh chứ. Còn đi kéo bạn gái hay là đi chơi bạn gái thì để cho những anh em FA lo nhá. Và TNG cảm ơn anh em đã ủng hộ TNGshop.vn. Gặp bất kỳ cố gì hãy nhắn cho nhân viên để được hoàn lại tiền muốn đi khác. Còn nếu mà nhân viên xử lý chậm, nhắn ngay cho fanpage Trải Nghiệm TNG, link shop, link nhân viên hỗ trợ, link fanpage của Trải Nghiệm hỗ trợ cho anh em để đảm bảo rằng nhân viên làm việc đúng. Ok chưa? Thì TNG xin để ở phần bình luận có ghim nhé. Bình luận có ghim, cứ comment đấy, đảm bảo quyền lợi cho anh em. Đó, ui, làm to chưa anh em? Làm to chưa? Sau này mà cứ làm một quả bộc phá mà hạ được cái địch, nhớ nha, bộc phá phải hạ được cái địch luôn, chứ không phải là kiểu là cái địch thoi thóp đấy, sẽ được hồi 6 giây. Ui, như thế nó giống kiểu là chiếc cuối Tulen cực kỳ anh em nhỏ. Hay là phiên bản mới của lôi điểu Tulen à? Thực sự thì trước đây có rất là nhiều vị tướng lên cái bộc phá các bạn nhá. Nào là Rat bộc phá này à, rồi là Rat bộc phá này à, Pain bộc phá này à, Aiza bộc phá này, Ken bộc phá này à. Ui, nhiều cực kỳ luôn anh em. Anh em thích vị tướng nào bộc phá nhất ạ? Hãy comment ngay dưới video nhá. Còn bây giờ TNG phải end game thôi, bởi vì quá xanh rồi anh em, biết phải làm sao bây giờ. Hãy comment ngay dưới video các câu hỏi QA để chúng ta cùng trao đổi với nhau trong video lần sau nhé.